Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa rào rải rác. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Đêm nay thì không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Sau đó thì ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa nhỏ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào rải rác. Riêng tại khu vực Trung Trung Bộ có nơi có mưa vừa và dông, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trong khi đó, tại các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa Tây, lưới áp cao cận nhiệt đới, nên trong đêm nay và ngày mai, thời tiết ổn định và hầu hết ít mưa. Thưa quý vị, tỉnh Khánh Hòa vốn được thiên nhiên ban tặng nhiều bãi biển đẹp. Không nổi tiếng như Nha Trang, nhưng bãi biển Đại Lãnh thuộc huyện Vạn Ninh còn khá hoang sơ. Bãi biển này nằm lọt thỏm giữa một bên là đèo Cả và một bên là đèo Cổ Mã. Ba phía là núi vây quanh, chỉ có phía đông là nhìn ra biển mênh mông sóng nước. Dọc bờ biển là các dạng phi lao xanh mướt cùng các loài muống biển mọc dài, nở những bông hoa tím tím cùng với bãi cát trắng mịn khiến cho khung cảnh càng trở nên tươi mát và thơ mộng hơn. Với tiết trời nắng nóng khi đến với bãi biển Đại Lãnh trong dịp này, du khách sẽ được đắm mình trong làn nước trong xanh dịu mát, ngắm nhìn cảnh quan núi non vây quanh, lắng nghe tiếng sóng rì rào, chắc chắn sẽ xua tan mọi mệt mỏi và lo toan trong cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa là bãi biển ở đây có độ thoải lớn, khá an toàn nên du khách có thể bơi lội ra xa. Tuy nhiên thì trời có nắng nhiều nên du khách nên tránh tắm biển vào tầm giữa trưa sẽ rất có hại cho sức khỏe. Ngoài ra thì du khách cũng nên sử dụng các loại kem chống nắng có độ SPF cao để có thể thỏa thích vui chơi và tắm biển nhiều giờ liền. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thời tiết các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo được dự báo tiếp ngay sau đây. Tại Điện Biên, Sapa, Tam Đảo, trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng có sương mù, trời rét. Cụ thể, tại Tam Đảo có sương mù dày đặc, còn tại Điện Biên, nhiệt độ thấp nhất 15 độ và cao nhất 24 độ. Tại Sapa, nhiệt độ chỉ từ 9 đến 17 độ với độ ẩm khoảng 80%. Tại Tam Đảo, nhiệt độ ngày đêm từ 13 đến 16 độ. Tại Hà Giang, Hạ Long, Hải Phòng, thời tiết không mưa hoặc chỉ có mưa nhẹ nên khá thuận lợi cho du lịch. Tuy nhiên thì tiết trời còn có sương mù và rét nên du khách cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ các trang phục cần thiết để giữ ấm cho cơ thể. Cụ thể, tại Hà Giang, nhiệt độ dao động từ 17 đến 20 độ. Tại Vịnh Hạ Long, nhiệt độ thấp nhất 16 độ và cao nhất 20 độ. Còn tại thành phố Hải Phòng, nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 21 độ với độ ẩm 80%. Tại Sầm Sơn, Phong Nha, Kẻ Bàng hay Thừa Thiên Huế, trời còn nhiều mây, chiều và đêm có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ, gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ thấp nhất 20 độ và cao nhất 24 độ với độ ẩm 80%. Tại Phong Nha, Kẻ Bàng, nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 26 độ với độ ẩm 80%. Tại Huế, nhiệt độ dao động từ 19 đến 26 độ, độ ẩm 75%. Tại Đà Nẵng, Hội An và Bà Nà, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Riêng tại Bà Nà còn có sương mù, trời rét. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ ngày đêm phổ biến từ 20 đến 27 độ với độ ẩm 75%. Còn tại Hội An, nhiệt độ thấp nhất 21 độ và cao nhất 29 độ với độ ẩm 75%. Tại khu du lịch Bà Nà, nhiệt độ chỉ từ 14 đến 22 độ với độ ẩm 80%. Tại Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, thời tiết không mưa và rất thuận lợi cho du lịch. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ ở một vài nơi. Tại Nha Trang, nhiệt độ thấp nhất 24 độ và cao nhất 31 độ. Tại Mũi Né, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 32 độ. Còn tại Vũng Tàu, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ. Tại Pleiku, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, thời tiết cũng khá thuận lợi cho du lịch. Tại Pleiku, nhiệt độ thấp nhất 16 độ và cao nhất 28 độ với độ ẩm 50%. Tại Buôn Mê Thuột, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 29 độ. Còn tại Đà Lạt, nhiệt độ dao động từ 14 đến 24 độ. Tại Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và U Minh, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa nhỏ ven biển Tây Nam với gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Tại Tây Ninh, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ. Còn tại Cần Giờ, nhiệt độ thấp nhất 25 độ và cao nhất 32 độ. Đến với khu du lịch U Minh thì nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ. Tại khu du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo, thời tiết biển mưa rào và dông về chiều tối. Riêng tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nên không thuận lợi cho tàu thuyền du lịch hoạt động. Với nhiệt độ thấp nhất tại Côn Đảo 26 độ, còn cao nhất ban ngày là 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất tại Phú Quốc 25 độ và cao nhất 31 độ.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin du lịch của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.